Xin mến chào tất cả các anh em có cùng sở thích đam mê huấn luyện và chăm sóc chim cảnh, đặc biệt là những dòng chim biết nói chuyện ha. Thì chim nói chuyện thì Nguyễn cũng nhắc lại là có được 5 dòng chim biết nói chuyện mà. Thứ nhất là chim chim nhồng, thứ hai là chim chim cưỡng, thứ ba là chim két, thứ tư là sáo đen, sáo nâu, thì gọi chung là cái dòng chim sáo ha. Thứ năm là loại quạ thông. Thì theo như các bạn được biết á, nếu mà mình nuôi chim, mình muốn con chim mình làm sao cho nó được khỏe mạnh, cho nó được mà sống lâu với mình á, thì trước tiên á, là cái điều cần thiết á, là mình nên cho nó ăn và cho nó uống một cách rất là bài bản mà. Thì mình nói chung là mình cung cấp chất dinh dưỡng cho nó thì cũng không có gì cầu kỳ, ngoài việc là mình coi coi nó có ăn những cái loại thức ăn nào mà giống như là cái món khoái khẩu của nó mà, thì mình cứ việc mình cung cấp cho nó. Thì và nếu mà một tuần có thể là các bạn nhân ra là 3 ngày hay là 2 ngày thì mình tăng cường thêm cái mồi sống cho nó ha. Thì mồi sống cũng rất là tốt cho sức khỏe của nó, trong nói chung là trong cái việc mà cho con chim nó thay lông bạn, thì mình cung cấp dế hay là sâu bọ để cho con chim nó ăn cho nó có đầy đủ dưỡng chất cho cái bộ lông nó phát triển cho nó khỏe mạnh hơn bạn. Và đặc biệt một điều là bạn, nếu mà các bạn nuôi chim á, thì mình cũng nên cung cấp những cái loại trái cây cho chim ha. Thì giống như là mồi sống á, thì các bạn có thể là cho ăn một tuần hai ba lần, còn trái cây á, thì có thể là một tuần các bạn cho nó ăn thì tầm khoảng 3 đến 4 lần cho một tuần mà. Đó là cái việc mà mình chăm sóc, mình cho nó ăn uống hàng ngày ha. Còn một việc khá là quan trọng, nếu các bạn nào mà nuôi chim á, thì mình cũng nên thực hiện theo những cái biện pháp này, cũng khá là đơn giản thôi anh em và mọi người. Thì nếu mà anh em và mọi người muốn biết được là cái biện pháp mà để cho con chim nó tăng được cái tuổi thọ, tăng được cái khả năng mà sống lâu với chủ nuôi, thì anh em hãy xem cái video clip của mình thử coi mình làm ở các bạn ha. Thì ngoài việc mình cho ăn cho uống đầy đủ những cái dưỡng chất cần thiết cho những em chim, thì cái công việc hàng ngày của mình là mình sẽ cọ rửa những cái khay phân của những em chim thú cưng nhà mình ha. Thì cái công việc này xem ra thì nó cũng khá là đơn giản thôi các bạn, nhưng mà các bạn mà không có chú ý đến cái việc này nhiều á, thì có nhiều anh em mà đăng những cái video lên, mình thấy là cái lồng chim của các anh em ấy thì cái khay phân nó khá là nhiều, giống như phân nó đóng thành cục thành tảng ở trong đó luôn mà. Thì mình được biết là nếu mà cái khay phân mà anh em để lâu quá thì cái hơi mà cái hơi của những cái đất dơ giấy trong cái khay phân này thì nó sẽ bốc lên, làm cho con chim nó bị bệnh về cái đường hô hấp, làm cho con chim nó bị bệnh về cái đường tiêu hóa, nó có thể là bị tiêu chảy, bị phân trắng, phân xanh đồ, hay là một số bệnh khác bạn, do là nó hít thở cái không khí nó không được trong lành quá. Thì mình thấy là nếu mà các bạn muốn nuôi chim mà nó được khỏe mạnh, nó được sống lâu, thì các bạn nên ha, các bạn nên hàng ngày, có khi là có thể là 2 ngày một lần. Và nếu mà theo khi Nguyễn nuôi á, thì mình nuôi ở trong phòng mà, mình ở trong trọ đây thì nó cũng không được thôi, cái không gian nó thoáng đãng lắm, thì cho nên là mình phải thường xuyên, có khi là một ngày mình 2-3 lần mình cọ rửa cái khay phân mình cho nó sạch sẽ mà, để cho những em thú cưng nhà mình nó có thể là nó phát triển khỏe mạnh ha. Và một điều nữa là mình cũng bảo vệ cái môi trường sống của mình, tại vì ở trong phòng trọ cũng khá là ngột ngạt, nếu mà mình để cái khay phân nó nhiều quá, nó hôi hám thì nhiều người thì họ sẽ cũng không có thích mùi hôi của những chú chim nữa bạn. Cho nên là mình cố gắng làm sao để mình cọ rửa những cái khay phân hay là chuồng trại, mình sẽ làm cho nó sạch sẽ để cho những em chim nhà mình nó được sống khỏe ha. Rồi giờ khi Nguyễn sẽ tiến hành cái công việc của mình là cọ rửa những cái khay phân của em chim nhồng và em chim sáo các bạn, em chim cưỡng nha.
Vậy là hai cái cây phân của em chim cưỡng với em chim nhộng bạch thì mình cũng đã cọ rửa cho nó sạch sẽ rồi ha. Thì bạn thấy cái cây phân của em chim nhộng thì do là mình cọ rửa hàng ngày bạn, cho nên là mình chỉ xịt nước sơ qua một lần thôi, là mình dùng cái bàn chải bạn, mình xạc qua xạc lại là nó rất là sạch. Thì cái này nói chung là cũng khá là ok rồi ha. Như vậy thì làm cho cái môi trường sống của những em thú cưng nhà mình đó bạn, nó sẽ phát triển khỏe mạnh ha, và nó không bị phân ở dưới nó bốc lên khá là hôi thối. Cho nên là nếu mà các bạn nào mà có đam mê về cái những chú chim cảnh đó bạn, thì mình cũng nên cố gắng ha, mình sắp xếp thời gian làm sao là mỗi ngày là mình dọn dẹp cái khay phân hay là lồng chim mình coi mình xịt rửa cho nó trôi hết phân ở dính trên lồng ha, thì làm cho cái môi trường sống của em chim mình nó được thông thoáng, nó được mà trong lành hơn, nó không bị ô nhiễm ha. Nhưng mà khi mà các bạn mà để cái lồng chim giống như là mình xuống tiệm chim mình mua những em chim về nuôi bạn, thì mình thấy ở những cái chủ tiệm chim á, người ta lâu ngày lắm người ta mới dọn một lần, cho nên là cái khay phân á, họ lên cả lớp nó đóng rất là nhiều phân em đó bạn. Nếu mà con chim họ nuôi họ bán các bạn, thì giống như là họ nuôi một khoảng thời gian là tầm chừng vài ngày họ bán á, thì họ không sợ con chim nó bị bệnh ha. Còn nếu mà mình nuôi lâu, mình nuôi em chim này, mình nuôi mình huấn luyện cho nó biết nói chuyện và nó sống nói chung là gắn bó với mình luôn á, thì mình nên cọ rửa những cái khay phân này thường xuyên các bạn, chứ mình đừng có để giống như những anh chủ tiệm chim ở dưới thì rất là con chim mình nó rất là dễ bị bệnh mà. Thì anh em nào mà nuôi chim á, thì con chim mình nó được sống lâu sống khỏe thì mình khá là vui. Còn nếu mà mình nuôi mà nó cứ bị bệnh tới bệnh lui, mất tốn tiền mua thuốc rồi tốn công chăm sóc nữa, rất là cực. Bởi vì mình phải nói chung là cái vấn đề giống như là mình phòng bệnh còn hơn trị bệnh mà. Thì mình cứ việc là mình thấy cái lồng chim mình dơ thì mình cứ việc phòng ha, mình cọ rửa thường xuyên thì nó sẽ tốt hơn. Tôi Phi Nguyễn cũng cảm ơn anh em và mọi người nãy giờ đã theo dõi cái video về cái cách chia sẻ những cái kinh nghiệm cho những anh em nào mà mới chơi hoặc đã đang chơi, thì biết được là làm sao để những em chim, những em thú cưng nhà mình nó sống được khỏe, nó sống được lâu với mình. Thì cái công việc như là cọ rửa khay phân hay là cho nó ăn uống những cái thức ăn mà đầy đủ dưỡng chất thì con chim mình nó sẽ phát triển phát triển tốt và nó sẽ sống lâu ha. Rồi Phi Nguyễn một lần nữa xin cảm ơn anh em và mọi người đã theo dõi video. Chúc anh em và mọi người vui và thành công trong cuộc sống nha.